Chào các bạn, sau đây Cốc Cốc sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lấy file báo cáo lỗi cài đặt Cốc Cốc nhé. Đầu tiên, các bạn click vào link để tải file Sobug về máy. Sau khi đã tải xong, các bạn mở file và tải xuống. Các bạn tiếp tục ấn Next, I accept, Next, Next, Install. Click chọn ô Launch Sobug và Finish. Khi phần mềm Sobug mở ra, các bạn chọn mục Log, Configure Providers. Một cửa sổ mới sẽ hiện ra. Các bạn click chọn vào mục Omaha, chọn chế độ Verbose và ấn OK. Tiếp theo, các bạn click lại một lần nữa vào Log và chọn Capture. Sau đó, các bạn tìm lại file Cốc Cốc Excel trong máy tính của mình và cài đặt lại một lần nữa. Khi thông báo lỗi hiện ra, các bạn click chuột lại vào phần mềm Sobug, chọn Edit và Select All. Tiếp theo, bạn click lại vào Edit rồi click vào Copy. Sau đó, các bạn quay trở lại link thông báo của Cốc Cốc, click vào ô báo cáo lỗi, cài đặt. Bấm chuột phải chọn Paste hoặc bạn bấm tổ hợp phím Ctrl V. Sau đó, bạn điền đầy đủ tên và email của bạn nhé. Cốc Cốc xin lưu ý, các bạn cần điền chính xác email của mình để Cốc Cốc có thể liên hệ lại với bạn về cách giải quyết lỗi cài đặt này. Cuối cùng thì bạn ấn gửi. Chúc các bạn thành công!